tới nhà ga ăn sáng xong rồi mới đi. Không lẽ ăn sáng ở tại đó? Gì? Thấy không? Tự quay đi, mình nhanh vô rồi. Tự quay đi, mình nhanh vô rồi. Mình nhanh trang. Đến rồi. Tới thành phố Nha Trang rồi. Hả? Sắp tới rồi con, sắp tới rồi. Đầm sen, đầm sen, đồng lúa vàng.
Ôi lúa xanh chứ quên. Gần tới nhà ga mới bóp kèn. Tập thể dục đi, tập thể dục đi. Tập thể dục buổi sáng thôi. Ladies and gentlemen, the train takes us to Khan Hoa, a coastline province in south central Vietnam. It is a marvelous natural architecture. Ha Mon Ve, a wonderful seaport 60 kilometers from the train. 250 sea miles from Khan Hoa. Leo bên trong này nè, leo bên trong mình đang đeo cái hoàng thai nè. Where it receives the earliest sunrise in the country. Da Trang is a city center with a population of over 200,000 people. It is a beautiful city with good weather. After Ha Long Bay in July 2003, the club of most
beautiful bays in the world, officially recognized Nha Trang as one of 29 most beautiful quartz bays in the globe. Staying in Nha Trang